hàng trăm tàu Trung Quốc tụ về một nơi ở Biển Đông, Philippines lo ngại. Chính phủ Philippines bày tỏ quan ngại sau khi phát hiện khoảng 220 tàu Trung Quốc tụ về một khu vực thuộc Biển Đông. Nhật báo Inquirer của Philippines dẫn lời Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr. cho biết ông đang chờ đề nghị từ quân đội để gửi phản đối chính thức về việc này. NTF, WPS, lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines, cách người Philippines gọi Biển Đông, cho biết họ đã nhận được báo cáo đã qua xác minh từ lực lượng bảo vệ bờ biển rằng khoảng 220 tàu cá Trung Quốc xuất hiện gần một dạng san hô hôm 7 tháng 3. NTF, WPS lưu ý tình huống này là một mối lo ngại bởi khả năng đánh bắt hải sản quá mức và tàn phá môi trường biển, cũng như các rủi ro đối với an toàn hàng hải, lực lượng đặc nhiệm nêu trong một tuyên bố. Inquirer dẫn thông báo của NTF, WPS nói rằng các tàu này thả neo theo đội hình và được tin là do các dân quân Trung Quốc điều khiển. Nhóm tàu không có dấu hiệu đang đánh bắt cá thực sự và được phát hiện bật đèn vào ban đêm, dù thời tiết khi đó trong lành. Sáng ngày 21 tháng 3, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. viết trên Twitter rằng ông vẫn chờ lệnh để gửi phản đối ngoại giao. Quan chức này cho biết ông sẽ chờ yêu cầu từ các tướng lĩnh và nếu có lệnh thì kể cả vào Chủ nhật tôi vẫn phản đối. Hồi tháng 1 năm 2021, Philippines từng phản đối luật hải cảnh mới của Trung Quốc cho phép nổ súng vào tàu nước ngoài. Manila gọi đây là đe dọa chiến tranh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo.